Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thì trong video buổi sáng nay mình sẽ lên nhanh cho các bạn những cái lý do cơ bản để tại sao một những cái mạch mà các bạn đã sử dụng mà mua về mà nó lại hay bị cháy loa đúng không cháy chép Đấy, cháy chép hoặc thậm chí là nó có thể cháy cả những loa lớn luôn thì đây là một cái ví dụ điển hình như các bạn thì các bạn đang nhìn ở trên mình đang có một cái mạch như thế này và cái mạch này là với một cái mạch đơn giản như này mà đánh cho những con bát 40 các bạn bát 50 luôn đấy thì các bạn nghĩ rằng là với cái mạch như thế này thì làm sao đánh nổi cái này mình nghĩ là thực sự là đến tầm bát 25 mình cũng còn đang xem xét bát bát 30 chứ đừng nói là đến bát 40 bát 50 các bạn ạ thì cái dây đầu của nó nó mỏng như thế này nó chỉ khoảng 0.8 ly thôi thì làm sao mà các bạn có thể đánh được nó bát cháy luôn cuộn cảm này nó sẽ xùi hết là cái chắc rồi những cái con trở như này Đúng không ạ? Thì mình không thể nào mà mà có thể đảm bảo được cái chất lượng của nó nha các bạn. Thì đương nhiên là nó cháy thôi, đương nhiên là cháy thôi. Đó. Và ở đây mình có một cái cấu hình để mình so sánh và đương nhiên đây là cái sản phẩm của bên mình, mình đang làm cái sản phẩm này ra và mình sẽ bảo vệ nó. Và từ trên thực tế thì những cái mạch này nó có cái khả năng chịu đựng À, đối với cả những cái dòng loa full à, đây là dòng loa full đơn như các bạn, full đơn ví dụ như là tầm bát 40, bát 30, bát 40 và à, chép 750 bạn ạ, chép 750 thì à, thứ nhất là đối với cái thằng dòng loa, đối với cả một cái bộ phân tần nói chung và những sản phẩm nói riêng thì cái điều mà cấu thành nên cái à, sức mạnh của nó là bao gồm có thứ nhất là thưa các bạn là À, giá thành đúng không ạ chất lượng linh kiện và thứ ba là cái uh, thuộc về gọi là um, cái mạch sơ đồ dụ như sản phẩm này đấy là 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 những yếu tố về kỹ thuật đúng không ạ thì yếu tố thứ ba thuộc về yếu tố về kỹ thuật đấy thì nó không hề khó các bạn nhé để làm được một cái mạch như thế này không hề khó mình chia sẻ toàn bộ trên các cái video trước đây của mình rồi bỏ qua câu chuyện đó vậy chỉ còn lại câu chuyện là gì giữa cái chất lượng linh kiện và cái phần giá thành vậy thì bây giờ để có được một cái bộ mà nó vừa đảm bảo được chất lượng đúng không ạ tất cả các dòng linh kiện thật thứ hai là giá thành của nó nó đều là phù hợp thì đó lại cả một câu chuyện các bạn nhé cả một câu chuyện thì một cái bộ mạch như thế này như thế này thì đương nhiên mạch này là bên này mình gia công mình gia công bằng thủ công các bạn nhé thủ công thì ở đây mình cũng hàn và mình gia công gia cố rất là kỹ đó, có điều là nhìn thì nó sẽ không thể nào mà sắc nét giống như là những cái mạch mà người ta in từ nhà máy các bạn ạ. đó. tại sao mình không làm những cái mạch này thưa các bạn là hoàn toàn mình làm được, không có gì đâu. cái này mình đặt được rất là đơn giản, không có gì khó các bạn nhé. vấn đề là nó sẽ có một vấn đề là cái cái giá thành của nó nó khá là cao các bạn. mình không hiểu tại sao là một cái mạch như thế đặt mạch in nó tính cái mức giá cao như vậy. và chính vì vậy đó nên hiện tại mình đang chưa quyết định làm cái đó. À, và mình vẫn làm kêu câu chuyện thủ công như thế này một bộ mạch như thế này mình đang bán với mức giá là 700 ngàn một cặp đã bao gồm phí vận chuyển về phần dây nhé thì thưa các bạn thì dây ở đây mình cũng có làm những cái đoạn dây có thể là hai ba mươi phân như thế này có rất là nhiều bác nói là sao không làm dài ra và dây cần cái đoạn dây xịn thì thưa các bạn là um, nếu như các bạn cần nhu cầu đặt dây xịn như thế này thì uh, thực sự làm cũng có thể mình sẽ phải tính theo phí tại vì những cái dây như này nó không hề rẻ đâu các bạn nó không hề rẻ đâu các bạn đó ví dụ như cái dây như thế này các bạn nhé các bạn nói là dây nó nhỏ đó đây là khoảng tầm 0.7 nhưng mà cái chất lượng đồng của nó rất là tốt và một cái mức dây này các bạn có thể tìm thấy mức giá này đang bán ở trên các sàn thương mại điện tử nhưng đây là loại dây phải là dây bãi xịn nha các bạn chứ không phải là cái dây vì cái này rất là bóng nó sẽ có mức giá giao động từ 12 cho đến 18.000 một mét các bạn và nếu bạn có những cái mạch là đến 6 đường dây như thế này mà muốn hàng 6 mét dây thì thực sự là tiền dây nó thật là khủng khiếp luôn đấy các bạn đó mình không có chi ly trong câu chuyện này các bạn nhé mà nó đi nó là một câu chuyện liên quan đến câu chuyện về tài chính thì Thôi mình lan man cái chuyện thôi Thì bây giờ mình đi thẳng vào cái vấn đề Tại sao nó lại hay cháy là bởi thưa các bạn là thứ nhất là cái linh kiện nó đơn giản quá thì khi mà cái chất lượng âm thanh nó chạy từ cục đẩy nó ra nó mang theo một cái lượng năng lượng dòng rất là lớn các bạn năng lượng dòng rất là lớn và cái thằng khi mà nó vào đúng không ạ thì ví dụ như đường bát đây thì nó sẽ có đường bát và đường tụ tụ ở đây nó sẽ dập toàn bộ các cái phần phần giải trung và giải cao nó nó chỉ đưa được cái thằng âm trầm vào đây đúng không ạ thì nếu như cái thằng linh kiện này của nó mà sử dụng những cái loại không tốt thì nó sẽ lọc không có hết không có hết thì nó sẽ lọt vào, vào phần âm bát các bạn nghe nó sẽ không chắc và đặc biệt là cái phần âm bát này các bạn biết không? cái dây đồng ấy là ở đây là một dây một ly hai thì có những cái dây nó chỉ 0.8 0.7 thì làm sao nó đánh căng được đúng không thì nghe mở nhỏ thì được nhưng khi các bạn mở lớn lên thì nó sẽ méo tiếng nó sẽ tiếng nó rất là mỏng các bạn ạ đó và các bạn sờ vào đây các bạn thấy nó sẽ rất là nóng đó. đấy là lý do phải sử dụng một cái cuộn cảm lớn như thế này các bạn ạ đó rồi cái phần tụ này thì có những con tụ nó không có tốt chất lượng không tốt chẳng hạn ví dụ như các bạn thấy không những con tụ như thế này các bạn đây thì bạn thấy một con tụ 8.2 nhé đấy tụ 8.2 mà nó như thế này các bạn thấy. có 23.000 bạc đấy là giá đã mua rồi thương mại rồi còn giá nhập vào chắc chỉ 500 đồng con quá ví dụ vậy thì những con tụ như thế này các bạn sao mà chịu nổi đúng không ạ rồi tiếp theo đến cái phần mà loa chép thì thưa các bạn là tại sao chỉ sử dụng một con tụ là được ví dụ một con tụ 2.2 hoặc một con tụ 3.3 là được rồi đúng không ạ tại sao phải sử dụng nhiều như vậy thì thưa các bạn là khi mà chất lượng, âm thanh nó dồn toàn bộ cái năng lượng nó đi theo nó mang theo dòng rất là lớn các bạn thấy không khi mà nó đổ ụp vào cái con tụ cái tụ này nó chỉ có tác dụng là gì cả, cả cái tần số nó cắt tần số thôi nhé các bạn nhỉ? À, nó cắt tần số là tụ không phân cực cũng nghĩa là gì nó sẽ chỉ cho cái giải cao đi qua còn giải chung thì nó sẽ ngắt đi đúng không? Đó, nhưng nó mang theo dòng rất là lớn và nếu như chúng ta không có một cái biện pháp để xử lý thằng dòng đó thì nó sẽ cho con tụ này cháy ngay lập tức, ngay lập tức luôn các bạn. Chỉ trong tích tắc là nó sẽ có thể nó đánh bung luôn. Đấy. Chính vì vậy cho nên nó phải có những con chở để tiêu dòng. Thì các bạn thấy không? Các bạn sẽ có những con trở nó màu trắng như thế này hoặc là nhỏ xíu như thế này hoặc có những con trở rất là lớn. Chở trắng này cũng có những loại rất là tốt thì cái nhiệm vụ con trở lắp vào đó để nó làm tiêu cái dòng đi các bạn nhé, tiêu cái dòng điện ở trên cái cái công suất để loa vì các bạn biết là công suất của một loa nó hàng mấy trăm w cũng có đúng không ạ, các bạn tưởng tượng mấy trăm w của nó, Đấy. À, các bạn cứ lấy công thức vật lý thông thường của mình đó, p thì bằng u nhân i đúng không ạ, hoặc p bằng i bình phương r thì các bạn thấy rằng là công suất đó và nhà, trở kháng đó, rồi các bạn sẽ tính được dòng của nó ra nó lớn cỡ nào thật là một con số khủng khiếp luôn đấy các bạn và những cái linh kiện ví dụ như cái cuộn xeo cảm bên này đó những cuộn xeo cảm này cũng sử dụng đồng 0.8 thì nó sẽ cho khả năng chịu đựng tốt hơn và nó sẽ cho cái khả năng là gì thực thi nhiệm vụ nhanh hơn ví dụ như âm bát này của nó cái cuộn xeo cảm này, cái đường kính càng lớn thì bát của nó nó sẽ hút rất là nhanh và rất là mạnh lực là nó làm ở đây đúng không ạ bát nó rất là thích những cái cuộn dây đồng lớn cuộn cảm lớn còn những cuộn cảm nhỏ mảnh tang ra thứ như cái sợi tóc thì các bạn thấy không? Có ánh tiếng nó mỏng lắm, nó tiếng to lên là nó, nó 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 lè xòe ngay, các bạn ạ. đấy. thì với toàn bộ phần linh kiện này cộng với cái việc là gì thiết kế những cái mạch, đấy. rồi cân chỉnh tất cả các thứ đúng không ạ? mình sẽ phải có sử dụng rất là nhiều tụ ở đây, thì nó mới ra được một cái bộ mạch và nghe các bạn mới thấy hay. và khi âm thanh nó chạy như vậy thì mỗi phần nó sẽ tiêu tốn đi một chút, ví dụ như là mình đã cho qua một con 4.7 ở đây. Đấy các bạn thấy không? Từ một con loa chép uh, chạy qua con 4.7 uh, nghe rất vô lý sau đó lại chạy qua tiếp một con tụ 6.8 nữa. Sau đó là gì? Chạy qua cuộn xeo cảm này rồi qua cái 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 con trở này, chở nhôm này rồi mới đến cuối cùng một con tụ này. Thì con này nó như là mình cứ hiểu như là nó là là nhiệm vụ của nó nó chỉ để gì? Trình diễn âm thanh thôi, mượt mà ngọt ngào. Em này là gọi là là dạng cung cấm rồi đúng không ạ, giống như kiểu như là được bảo vệ tuyệt đối rồi, là là là, là vào đây là việc của em là chỉ trình diễn những bản nhạc hay nhất thôi, còn các bác là vua, bác ngồi các bác thưởng thức này là toàn đây toàn lính không, bạn thấy không? Đó, còn đây là em này mới là hoa hậu này, em này mới vào mới động phòng này, đúng không ạ? À, ví dụ vậy, đấy là câu chuyện vui thôi nhưng mà thực tế câu chuyện là như thế các bạn nhé, các bạn cứ nói là sao mà cái Uh, cho em cái bộ phân tần độ hàng, 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 mấy chục 100 200 về chống cháy bát phun đơn 40 với 50 không có các bạn nhỉ? thực sự là không có mình nghĩ rằng là không ai có thể làm được một cái mạch như vậy khẳng định luôn còn đâu những cái mạch mà các bạn nghĩ là đánh con này đánh hai bát 50 thì em chịu không chịu Ok các bạn thì mình lan man trong cái video này nhưng mà cũng là để giới thiệu cái dòng các cái dòng sản phẩm như thế này nhỉ? mình sẽ hoàn thiện những sản phẩm này càng ngày nó sẽ tốt hơn và cho các bạn đây là dòng loa phun đơn đó còn có những dòng phun đôi và những cái dòng ba đường tiếng đều có hết ok các bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại